Dạ con kính lễ sư ạ. Dạ thưa Rồi. sư, con được bắt đầu ạ. Rồi. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Rồi, xin Dạ chào. Nam mô Bụt tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính lễ sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tất mích cùng hướng tâm về thề kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con xin kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, xin kính chào quý kính lễ quý sư và các cô tu nữ. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru về ghi ri si kha ra ta te chan ta li khe vi ma ne di pe ra the cha ga mê ta ru wa na ga ha ne ghê ha wa thum hi khe Tây phum ma cha yam tu đề hoa cha la tha la vi sa mê yak kha gan tháp ba na ga phi tham ta san thi kê yang muni wa wa cha năng sa tha vô mê su nam tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta Tham ma sa wa na ka lo a yam pa đàn ta Tham ma sa wa na ka lo a yam pa đàn ta Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Nam mô tassa bhagavato Arahato sama sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Thammang saranang gacchami Sangkhang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Thammang saranang gacchami Dutiyampi Sangkhang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Thammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sangkhang Saranang Gacchami Itipiso Bhagava Arahang Sammasambuddho Vichcha Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathisat Tha Deva Manus Sanang Buddho Bhagava Tinatthi Me Saranang Anyang Buddho Me Saranang Warang Ete Na Sanchavat Che Na Ho Tu Me Jaya Mangalang Uttamange Na Vandehang Pada Pamsum Warutta Mang Buddheyo Kalito Doso Buddho Kamatutang Mamang Soakato Bhagavata Thammo Sanditthiko Akaliko Ehipasiko Obanayiko Pachattang Veditabbo Vinyuhi Tinatthi me saranang anyang thammo me saranang warang ete na satcha vacche na ho tu me jaya mangalang uttamange na vandehang thammang cha duvi thang warang thamme yo kalito doso thammo khamatu tang mamang Suppatipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho Suppatipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho Nyāyapatipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho Sāmejipatipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho Yadidaṃ chatta Ripurisa yugani Ê sa pha ga wa to sa wa ca sang
ti na ti me sa năng an nhân sang khô mê sa năng quá răng ê tê na sắp cha quách chê na hồ tu mê cha gia măng ga lăng út ta măng nghề na hoàn đề hằng sang khanh cha đuôi thoát ta măng sang khê yo ca li tô đô sô sang khô ca ma tu tăng ma măng hoàn đà mi chê ti yang sắp bằng sắp bát tha nê su pa tít thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bút ta ru phăng sa ca lăng sa đa sam bút thê an tha vi sanh cha đoa đa sanh cha sa ha sa kê bánh cha sa tha sa ha sa ni na ma ni si ra sa hăng tê sang thâm manh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hăng Namakaranu pa we naham toa sap de upap ta we aneka antaraya tiwina santu ase sato sambutte pancha panya sanja chatui sati sahasake rasa sata sahasa ni nama ni sirasa ahante sang tham manh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pa we na han toa sap de u pa da we a ne ka an ta la ya pi vi na san tu a se sa to sam but te na but ta ra sa te a sa cha ta li sa sa ha sa We sati sata sahasa ni nama ni sirasa ahang Te sang tham manh cha sang khanh cha adare na nama mi hang Namakara nupa we na ham toa sap de upat da we aneka Antaraya piwina santu ase sato sap Bê bú rát thi ma ya di sa ya sáp ta vê ra su kỳ hòn tu sáp bê bú rát thi ma ya nu di sa ya sáp ta vê ra su kỳ hòn tu sáp bê đắc khi na ya di sa ya sáp ta vê ra su kỳ hòn tu sáp bê đắc khi na ya nu di sa ya sáp ta A về ra su khi hòn tu sắp đề bắt chi mà gia đi xa gia sát ta A về ra su khi hòn tu sắp đề bắt chi mà gia nu đi xa gia sát ta A về ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra gia đi xa gia sát ta A về ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra gia nu đi xa gia sát A về ra su khi hòn tu sắp để uparima gia đi xa gia sát ta. A về ra su khi hòn tu sắp để hết thì mà gia đi xa gia sát ta. A về ra su khi hòn tu sắp để sát ta. A về ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp gia bất cha hòn tu anika hòn tu dika yuka hòn tu aroga hòn tu sampati samit chan tu sukhi atta nang pariharam tu dukkha patta janit dukkha payapatta janit paya soka patta janit soka hòn tu sap Baby Panino Akasattha Chakumattha Devanaga Mahitika Punyang no Anumodantu Chirang Rakhantu Sasanang Akasattha Chakumattha Devanaga Mahitika Punyang no Anumodantu Chirang Rakhantu Khantu no garu akasattha chakummattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhantu nyatayo
Akasattha chakummattha devanaga mahetika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino Akasattha chakummattha devanaga mahetika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada idang vatano punyang asava kaya vahang o tu anagate kale sa thu sa thu sa thu. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Xin kính chào lỡ. Dạ, yeah, con kính kính lễ sư. Dạ. Hôm nay mình học tiếp bài số bài tâm thiện dục giới tình hảo. Mà trước khi học cái phần đó thì mình học tập đọc phần tâm quả dục giới hữu nhân trước, rồi nếu mà chúng ta học hết bài kia thì chúng ta học tiếp bài này luôn. Vậy chúng ta nghe đọc trước rồi sau đó chúng ta đọc sau. Sa hê tu ca ca ma vô cha ra vi pa ca chi tăng so ma na sa sa ha ca tăng nhà na sam pi yu tăng a sang kha ri ca mê căng sa sang kha ri ca mê căng sôm anh sa sa ga tăng nhà na vi pa yu tăng a sang kha ri ca mê căng sa sang kha ri ca mê căng upe kha sa ga tăng nhà na sam pa yu tăng a sang kha ri ca mê căng sa sang kha ri ca mê căng upe kha sa ga tăng nhà na vi pa yu tăng a sang kha ri ca mê căng sa sang kha ri ca mê căng ti I mani athapi sahetuka kama vachara vipaka citani nama lần nữa ha sahetuka kama vachara vipaka citang somana sasagatang jnana sampayutang asankharika mekang sasankharika mekang somana sasagatang jnana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sagatang kam jnana sampayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sagatang jnana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani athapi sahetuka kama vachara vipaka citani nama. Thì ở đây mình có sahe tukka kama vachara vipaka citang, tức là tâm quả dục giới hữu nhân. Chữ sahe tukka là hữu nhân, kama vachara là dục giới, vipaka là quả, citang là tâm. Somana sasagatang jnana sampayuttang asankharika mekang sasankharika mekang, tức là ở đây mình có là somana sasagatang jnana sampayuttang là jnana sampayuttang là tương ứng trí, còn ở đây somana sasagatang tạm dịch nó là thọ hỷ, tức là tương ứng trí mà nó đi cùng với thọ hỷ. Dạ. Asankharika mê căng, đây mình tách nó ra là asankharika với lại e căng. Thì câu này mình dịch nó là một tâm quả dục giới, một tâm quả, nếu mình dịch tắt. Cái này dịch tắt chắc nghe không được. Một tâm quả dục giới hữu nhân, một tâm quả, nếu dịch tắt nó tại cái tựa của nó thì là nó là đã tâm quả dục giới hữu nhân rồi, thì mình có thể dịch tắt nó là
một tâm quả tương ưng trí, một tâm quả thọ hỷ tương ưng trí, vô trợ một tâm quả thọ hỷ tương ưng trí, hữu trợ, tạm dịch như vậy. Sôm na sa sa ga tăng nhà nó viết cái chữ tăng, chữ nhà nó viết cái chữ tăng ở đây tức là bất tương ưng trí hay là ly trí. Mình có thể dịch nó là một tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ. Rồi gần phần sát sanh kha ri ca mi căn ở đây đó là một tâm quả thọ hỷ ly trí hỗ trợ. Upekha sanga tăng nhà nó sambhijutang ở đây đó là tương ưng trí mà đi cùng với thọ xả. Thì cái tâm đầu tiên đó là asankha ri căn e căn, tức là một tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ. Bằng sasankha ri căn e căn thì dịch là một tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Upekha sanga tăng nhà nó biết bao nhiêu tăng, nhà nó biết bao nhiêu tăng thì là ly trí hay là bất tương ưng trí. Thì phần asankha ri căn e căn thì dịch nó là một tâm quả thọ xả ly trí vô trợ. Phần sasankha ri ca mê căn tí ở đây mình tách nó ra thành sasankha ri căn e căn với lại y tí. Dịch thì dịch đó là một tâm quả ly trí thọ xả ly trí phụ trợ. Imani athapi là tám tâm này. Sahe tukka kama vachara vipaka cittani nama gọi là tâm quả dục giới hữu nhân. Gọi dục giới hữu tâm quả dục giới hữu nhân để mình phân biệt với hôm trước đó là tâm quả dục giới vô nhân. Tức là hôm trước mình có học cái tâm quả vô nhân đó, gọi gì hữu nhân để mình phân biệt với vô nhân. Rồi giờ mời lớp giơ tay lên để đọc bài tí đi. Cô Phúc về Trung An mời lớp đọc bài giúp sư. Dạ. Dạ kính mời lớp ạ. Dạ, kính mời Phật tử Kim Cúc lên đọc bài ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Sa hệ tu ca kama quá cha ra vi pa ca chít tăng so ma na Somanasasa Hagatang Nyana Sambayutang Asankhari Kamekang Sasankhari Kamekang Somanasasa Hagatang Nyana Vipachutang Asankhari Kamekang Sasankhari Kamekang Upekha Sahagatang Nyana Sambayutang Asankhari kamekang, sasankhari kamekang, upekha sahagatang, nyana vipajutang. Asankhari kamekang, sasankhari kamekanti, imani, athapi, sahaitu, kaka, ma vachara, vipaka, chittani, nama. Thưa sư, con đã đọc xong. Cái chỗ là Somanasasahagatang, cái này mình phải đọc dừng nó tí, tại cái này nó có cái phụ âm đôi nè, chỗ Somanas chúng ta dừng nó tí. Somanasasahagatang, Somanasasahagatang. Tại chỗ này nó có hai phụ âm sắc. Somanasasahagatang, đọc âm nhấn cho nó tí, nó dừng cho thật ra là âm nhấn. Somanas Sasahagatang. Dạ thưa sư, đọc xong rồi. Dạ, mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Bác sư, con xin đọc bài. Sahetuka kama wachara vipaka chittang Somanas
somana sahagatang nyana sambayutang asankarika mekang sasankarika mekang somana sahagatang không phải nhana. Bỏ đọc vậy là bỏ một chữ sáng của người ta rồi. Somana 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 sasaha sasaha somana sasaha gatang nyana vipayutang asankarika mekang sasankha rika mekang upekha sahagatang nyana sambayutang asankha rika mekang sasankha rika mekang upekha sahagatang nyana vipayutang asankha rika mekang sasankha rika mekang ti ý nam ý ý ma ni athabi sa tu ka kama wachara vipa ka chitani manama. Dạ con xin đọc xong ạ. Dạ xin mời Phật tử An Nhiên ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư. Dạ sư con đọc bài ạ. Sa he tu ka kama wachara vipa ka chitani so manasa sahagatang nyana sambayutang asankharika mekang sasankharika mekang so manasa sahagatang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang ubekha sahagatang nyana sambayutang asankharika mekang sasankharika mekang ubekha sahagatang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani athabi sahe tukka kama vacara vipaka cittani nama. Dạ sư đã đọc bài xong. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Dạ thưa dân xin đọc. Sahe tu ka kama wachara vipaka chitang somana sasagatang nyana sambayutang asankharika mekang sasankharika mekang somana sasagatang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sagatang nyana sambayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sagatang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani athapi sahe tu ka kama wachara vipaka chitani nama. Dạ thưa sơn xin nói. Dạ xin mời Phật tử Hồng Mai ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sahe tu ka kama wachara vipaka chitani somana sasagatang nyana sampayutang asankharika mekang sasankharika mekang so manasa sahagatang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sahagatang nyana sampayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sahagatang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani athapi sahetukka kama wacara vipaka cittani nama. Dạ, thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc bài ạ. Sa hê tú ca ca ma vá cha rá ví ta cá chích tăng khô má lát xa xa ha ngá tăng nhà ná xăm vá rút tăng á xăng khá rí ca mê căng xa xăng khá rí ca mê căng khô má lát xa xa ha ngá tăng nhà ná vít vá rút tăng asankari kame kang sasankari kame kang ubekha saha ra tang nyana sampahut tang asankari kame kang sasankari kame kang ubekha saha ra tang nyana vipahut tang asankari kame kang sasankari kame kang ti imani ekhati sahe tu ka kama vachara vipa ka chitta ni nama. Và thứ sư con đã đọc xong ạ.
Dạ, xin mời Phật tử Hoa Nguyễn ạ. Thưa sư, con xin đọc. Sa hệ tu ca cam ma vá cha ra vi pa ca chi tăng so ma na sa sa ga tăng nhà na sam ba yu tăng a sang kha ri ca mê căng sa sang kha ri ca mê căng so ma na sa sa ga tăng nhà na vi pa yu tăng a sang kha ri ca mê căng sa sang kha ri ca mê căng u bê kha sa ga tăng nhà na sam ba yu tăng a sang kha ri ca mê căng sa sang kha ri ca mê căng u bê kha sa ga tăng nhà na vi pa yu tăng asankharika mekang sasankharika mekanti imani athapi sahetuka kamma vacara vipaka cittani nama. Dạ, thưa sơn sơn hết. Dạ, xin mời các Phật tử giơ tay ạ. Dạ, thưa sơ, con xin đọc. Sahetuka kamma vacara vipaka cittang so mana sasahagatang nyana sambayut tăng a sằng khà ri ca mê càng sa sằng khà ri ca mê càng so mana sa sa ha ga tăng nhà na huy ba yut tăng a sằng khà ri ca mê càng sa sằng khà ri ca mê càng u bách khà sa ha ga tăng nhà na sầm ba yut tăng a sằng khà ri ca mê càng sa sằng khà ri ca mê càng u bách khả sa ha ga tăng nhà na huy ba yut tăng a sằng khả ri ca mê càng sa sằng khả ri ca mê càng ti i ma ni át tha bi sa hệ tu các cả mà qua cha ra huy bà ca chi ta ni na ma. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Thưa sư, xin đọc. Sa hệ tu ca kama vacara vipaka chi vipaka vipaka cittang so mana na sa sa ha ga tang nyana sambayutang asankharika mekang asankharika mekang so mana na sa so mana so mana sa sa ha ga tang nhà na vi pa yu tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang u pe ka sa ha ga tang nhà na san ba yu tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang u pe ka sa ha ga tang nhà na huyết bá giúp tăng a sằng khà ri ca mê căng a sằng khà ri ca mê căng tí y mà ní a tha bí sa hệ tu ca ca ma vá cha ra quý bà ca ta ní na má. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ xin mời quý vị ạ. Dạ thưa sư, con không thấy bàn tay giơ lên nữa ạ. Rồi bây giờ chúng ta học bài mới ha. À, chúng ta học tiếp cái bài hôm trước. Bài hôm trước làm học tới đâu rồi à? Mới học tâm sở chưa? Dạ thưa chưa, mới học phần 4 tâm thiện dục giới theo 3 khía cạnh là cảm thọ, động cơ và tri kiến thôi thưa sư. À, vậy là bữa nay mình học phần số 5. Phần số 5 tức là phần tâm thiện dục giới phối hợp với tâm sở. Từ trước tới nay đó mình học thì mình học được hai nhóm tâm. Cái nhóm tâm thứ nhất đó là nhóm 12 tâm bất thiện. Trong 12 tâm bất thiện này, khi mình nói đến phối hợp á, thì mình chỉ để ý đến hai nhóm tâm sở, đó là 13 tâm sở tợ tha với lại 14 tâm sở bất thiện. Đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai đó là nhóm 18 tâm vô nhân,
18 tâm vô nhân. Thì khi mà nói đến 18 tâm vô nhân á, mà phối hợp với tâm sở, thì nó chỉ liên quan đến 13 tâm sở tợ tha thôi. 13 tâm sở tợ tha, chỉ nhóm 13 tâm sở tợ tha, nó chỉ nằm trong cái khu này. Ngày hôm nay chúng ta học một cái nhóm tâm mới trong nó, mặc dù nó cũng là tâm dục giới, nhưng mà ở đây nó thuộc dạng tâm thiện. Cho nên khi mà nói đến phối hợp với tâm sở, đó là mình phải để ý hai nhóm. Một đó là 13 tâm sở tợ tha, hai đó là nhóm hai mươi lăm tâm sở tình hảo, 25 tâm sở tình hảo, 25 tâm sở tình hảo. Trước tiên là mình để ý hai nhóm như vậy, rồi mình mới bắt đầu tính nó. Thì ở đây chúng ta thấy trong tám tâm thiện này có bốn tâm màu đỏ là thọ hỷ, bốn tâm màu xanh là thọ xả. Thì đối với 13 tâm sở tợ tha, thì với các tâm mà thọ hỷ thì nó lấy đủ 13 tâm sở tợ tha. Nhưng mà với tâm các tâm thọ xả thì nó bỏ hỷ ra, bỏ hỷ ra, nó chỉ còn lại là 12. Ở trong trong đó là cái nhóm thứ nhất, nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai đó là 25 tâm sở tình hảo. Trong 25 tâm sở tình hảo này, hôm trước mình học đó là nó có 19 tâm sở tình hảo biến hành. Tức là ba cái hàng đầu này là 19 tâm sở tình hảo biến hành, là nó có mặt ở trong tất cả các tâm tình hảo. Tức là ở 24 tâm dục giới tình hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, với lại 40 tâm siêu thế. 19 tâm này nó có mặt ở trong các tâm đó. Riêng ba giới phần, hai vô lượng phần với tâm sở trí tuệ, tâm sở tệ quyền, nó tùy theo trường hợp mà nó sẽ có mặt hoặc là không có mặt. Ví dụ như là tâm thiện mình sinh, tâm thiện sinh khởi trong lúc mà mình làm phước bố thí, hoặc là thí dụ như là trong lúc mình trang trí hoa để mình cúng dường đến Đức Phật, thì ở trong tâm thiện đó nó là tâm thiện nhưng mà nó không có giới. Trong trường hợp đó nó không có giới, thì ba giới phần nó không xuất hiện ở trong ở trong tâm thiện đó. Rồi nó cũng không có là bi và tùy hỷ. Dạ, vì trong lúc cúng dường đó, nếu mình không có nghĩ đến là để giúp người khác không bị đói khát gì đó, hoặc là trong lúc mà cúng dường bông hoa, thì nó không có bi và tùy hỷ. Dạ, nó cũng có thể là không có tâm sở trí tuệ, không có tâm sở tài quyền. Nếu mà mình chỉ thấy người ta cúng, mình cúng theo rồi hoan hỷ, thì nó không có tâm sở tệ quyền. Nhưng vậy sáu tâm sở biệt cảnh này nó có thể có trong trong tám tâm thiện, hoặc là không, nó có thể có ở một số tâm thiện mà có thể không có ở một số tâm thiện. Ví dụ như là đối với tâm thiện nào mà hợp trí thì nó chắc chắn có tâm sở tệ quyền. Còn tâm thiện nào ly trí thì nó không có. Thì có bốn tâm thiện hợp trí và bốn tâm thiện ly trí, thì bốn tâm thiện nào mà nó hợp trí thì nó sẽ có tâm sở tệ quyền. Riêng ba giới phần với lại bi tùy hỷ, ví dụ như là ba giới phần thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chúng ta khi mà học mấy phần này là cấp tử phải nhớ tên tâm sở hết. Ta nói tới đâu là mình phải nhớ tới đó, tại cái phần này hôm trước mình đã học xong rồi, ai quên thì mình phải ôn lại.
ôn lại thì người ta nói mình mới hiểu, rồi nó còn liên quan tới các phần sau nữa. Bài với phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, nếu mà có mặt ở trong tâm thiền nào đó thì nó chỉ có một tâm thôi. Lý do là mỗi một cái tâm như vậy á, nó làm công việc khác nhau. Ví dụ như là tâm sở chánh ngữ, nó liên quan đến lời nói, ví dụ như là không có nói dối. Khi mà tâm sở chánh ngữ nó xuất hiện, tâm sở chánh nghiệp đó là liên quan đến việc thúc đẩy đến cái nghề nghiệp để nuôi mạng. Dạng như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, vân vân. Còn tâm sở chánh mạng là liên quan đến cái nghề, cái việc nuôi mạng chân chánh, như là ví dụ như là không bán chất say, không bán thuốc độc, không bán vũ khí để nuôi mạng chẳng hạn. Thì mỗi một cái tâm sở như vậy khi nó sanh lên, nó có một cái công việc khác nhau, cho nên nó không có cùng một lúc được. Nếu mà nó có thì chỉ có một trong ba. Cho nên người ta nói là nhóm tâm sở này đó là nó cái gì, gọi là cái gì ta, bất định, đôi khi có đôi khi không. Bất định mà nó còn đi riêng. Rồi bi tùy hỷ cũng vậy. Bi chừng nào mình thí dụ như là mình thấy thương trong lúc chúng sanh đó bị đau khổ, một người nào đó đó bị đau khổ và mình thấy thương, mình muốn giúp đỡ họ thoát khỏi cái sự khổ đau đó, thì lúc bây giờ tâm bi nó mới sanh khởi. Nhưng mà nếu bi có bi thì nó không có tùy hỷ, tại hai cái trạng thái tâm này nó khác nhau. Cái tùy hỷ đó là tức là vui thích với cái việc thiện mà người khác đã làm, với cái hành tốt, hành động tốt mà người khác đã làm. Cho nên trong năm tâm sở này á, ba với phần với bi là tùy hỷ á, nếu mà nó có thì chỉ có một trong năm anh này thôi, tại mỗi một anh có công việc riêng, cho nên không thể có cùng một lúc được. Không thể có cùng một lúc được. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong tâm thiền á, cái chắc chắn mà nó có mặt á, nếu mà ở trong tâm thiền thọ hỷ, tính tổng quát đi, tính tổng quát cho dễ, tổng quát mà nó chắc chắn có mặt á, thì là 13 tâm sở tợ tha. Nếu mà trong tâm thọ xả thì bỏ hỷ ra, 13 tâm sở tợ tha tổng quát, 19 tâm sở tình hảo. 13 với 19 thì nó là 32. Nó chắc chắn là nó có mặt đó là 32, hoặc là ở trong tâm thiện hợp trí thì nó chắc chắn có mặt đó là 33. Rồi nhưng mà nếu mà ở trong tâm thiện ly trí thì nó chỉ có 32 thôi. Rồi nó có thể có thêm đó là một với phần chánh ngữ, hoặc là chánh nghiệp, hoặc là chánh mạng, hay là có thể thêm một trong hai vô lượng phần, đó là bi hoặc tùy hỷ. Tùy hỷ tức là trong năm anh đó có một, thêm một trong năm tâm đó nữa, một tâm xã đó nữa. Thì đó là phần tính tâm sở. Như vậy tổng quát thì mình có bao nhiêu? Cái này mình nói 38 là tính nhóm chung thôi, tức là 13 tâm sở tờ tha, tức là trong 18 tâm thiện đó, nó có tất cả là 38. 38 là nói chung thôi. Nhưng mà cái thực tế nó có thì nó không có tới 38, tức là 13 tợ tha, 25 tâm sở tình hảo, tức là nó có hai nhóm đó. Bây giờ lớp giơ tay lên để mình tập chia tính mỗi một người một tâm thiện, để xem có nắm được hay không. Hãy tính được giơ tay lên đi.
Dạ, xin mời lớp giơ tay ạ. Dạ, xin mời Hoa Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư, nếu mà tính tâm thì vô trợ với hữu trợ nó số lượng tâm nó giống nhau thưa sư. Vậy là tính một với hai giống cái nhau. Hữu trợ ở trong tâm thiện 24 tâm dục với tình hảo á. Cái hữu trợ với vô trợ nó không có liên quan đến việc tính tâm sở. Cái hữu trợ với vô trợ chỉ trong trường hợp tâm bất thiện thôi, còn ở trong tâm thiện, tâm quả, tâm tố thuộc về các tâm tình hảo thì nó không có, nó không có liên quan. Mặc dù khi cho quả thì nó cho quả khác nhau giữa tâm hữu trợ với tâm vô trợ, nhưng mà nó không liên quan tới tâm sở. Vậy là tâm thứ nhất khi tâm thứ hai giống nhau. Dạ, con xin tính tâm tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ và hữu trợ luôn, là đại, tâm đại thiện thọ hỷ nên tính 13 tợ tha và 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, vì là hợp trí nên có tài quyền là chắc là 33 tâm, và có thể có thêm 100 năm sở hữu bất thiện, 100 năm sở hữu bất định đi riêng là 34, là 33, chắc là 33 và 34 thưa sư. Ba mươi ba, 34 là gì? 34 là gì? 33 là chắc là 33, tại vì tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí thì là 13 tự tha và 19 tịnh hảo biến hành, mà hợp trí thì có tại quyền nữa là 33, và có thể có thêm 100 năm sở hữu bất định đi riêng như là ba giới phần và vô lượng phần thì chỉ có một, nên là 34. Một đó là gì? Hay nói ra. Một là trong ba giới phần vô lượng phần là năm tâm đó, nếu mà có mặt thì chỉ có một. Ví dụ như là chánh ngữ thì có một mới là 34. Ví dụ như giới không, mình đang giữ giới là không, không có nói giới thì tính thêm một đó là 34, chắc là 33. Mà nếu có thêm một như là như ví dụ như sở hữu giới phần, như là sở hữu chánh ngữ thì là 34. Rồi. Dạ. Năm tâm sở này là nó, sáu tâm sở này là nhóm tâm sở biệt cảnh. À, biệt cảnh tình hảo. Thì mình có thể nói là năm tâm sở biệt cảnh tình hảo. Một trong năm tâm sở tình hảo biệt cảnh, nhưng mà nói một, nói tâm đó ra, nói chung xong nói một cái tâm đó ra, một tâm sở đó ra. Rồi mời dạ. Tiếp theo. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Tính sư... tâm thứ hai với tâm thứ ba với tâm thứ tư đi, tại hai cái đó mới đúng nhỉ. Dạ. Con tính tâm thứ ba với tâm thứ tư là tâm đại thiện vô trợ và ly trí hữu trợ. Nếu mà thì nó phối hợp được 13 tâm sở tự tha, tại vì nó là tâm thọ hỷ nên cần hết 13 tâm sở tự tha và 19 tâm sở hữu tình hảo biến hành. Và nếu mà vô trợ hoặc hữu trợ mà của ly trí này á, thì nó sẽ không có phối hợp được với ly trí, nó bỏ ly trí ra. Nhưng mà nó sẽ, nếu mà trong chánh ngữ hoặc chánh nghiệp hoặc chánh mạng á, thì nó sẽ chọn kết hợp thêm một trong ba cái tâm giới phần này nữa. Và một trong hai tâm vô lượng phần là bi hoặc tỳ hỷ. Thì nói tóm lại là tâm đại thiện ly trí thì nó phối hợp được 13 tâm sở hữu tự tha và 19 tâm sở hữu biến hành là 32 tâm.
32 tâm với lại một trong ba sở hữu ngăn trừ phần là 33 và một trong hai tâm sở hữu vô lượng phần nữa là 34 tâm ạ. Không phải. Con xin hết. Tức là ở đây trước tiên là thọ hỷ thì lấy 13 thọ tha. Dạ. 19 tinh hảo biến hành này là nó chắc chắn là có. Dạ. Cho nên 39 là mình được là 32. Dạ. Ở đây ly trí thì nó chắc chắn là không có tài quyền rồi. Dạ. Bây giờ nó còn lại là 5 tâm sở tình hảo bị cảnh. Thì dạ. 5 tâm sở tình hảo bị cảnh này á, nó chỉ có một trong năm này thôi. Một trong năm hả sư? À, một trong năm thôi. Chứ nó không phải là giới phần có một rồi vô lượng phần có một, không phải vậy. Mà năm anh này thì có một trong năm thôi. Thí dụ như là có thêm cái bi thì nó là 33, tức là 32 hoặc là 33. Rồi ai tính tâm tiếp theo? Con cảm ơn sư. Tâm số 6. Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ thưa sư, con xin tính tâm số 5 và số 6 ạ. Là tâm đại thiện thọ xả hợp trí. Dạ, vì nó là thọ xả, do đó 13 tâm sở tợ tha thì mình trừ hỷ còn 12. 19 tâm sở tịnh hảo lấy hết. Và vì nó hợp trí do đó nó lấy tâm sở tuệ quyền. Như vậy là 32 là chắc chắn và có thể lấy một trong năm tâm sở biệt cảnh. Như vậy là 33. Như vậy nó có hai trường hợp là 32 và 33, nếu lấy một trong năm tâm sở biệt cảnh. Dạ thưa sư, là hai trường hợp 32 và 33. Rồi. Đó. Rồi còn hai tâm còn lại. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư, con xin tính tâm đại thiện thọ xả ly trí, vô trợ và hữu trợ. Thì lúc này thọ xả thì sẽ không có hỷ, thì làm tâm sở tự tha chỉ có 12 thôi trừ hỷ, cộng 19 tâm sở tịnh hảo biến hành cộng vì là ly trí nên không có tự quyền, thì cái lúc này sẽ là 31 phải chắc chắn, cộng với lại một là một trong năm tâm sở tịnh hảo biệt cảnh thì là 32, 31 chắc chắn hoặc là 32. Rồi đó là phần tính tâm sở ha. Thật ra cái phần tính tâm sở này các tử mình không thể nhớ được, không có ai mà có thể nhớ. Ví dụ như là tâm thiện thứ nhất có bao nhiêu, tâm thiện thứ hai có bao nhiêu, thứ ba có bao nhiêu, không ai có nhớ vậy. Nhưng mà mình hiểu rồi mình tính từ từ nó ra. À, đương nhiên nó cũng có quy về cái nhóm. Ví dụ như là trong tâm thiện thì nó chắc chắn là có 13 tự tha. Nếu mà thọ xả thì bỏ hỷ ra. Trong tâm thiện thì nó chắc chắn là có cái nhóm là 25 tâm sở tình hảo. Rồi mình mới loại trừ nó từ từ. Ví dụ như là 19 tâm sở tình hảo biến hành chắc chắn là có. Ở trong tâm hợp trí thì chắc chắn là có trí, có tâm sở tài quyền. Tâm ly trí thì bỏ tâm sở tài quyền. Năm tâm sở bị cạnh đó, nếu mà nó có thì chỉ có một trong năm. À, thì khi mình hiểu thì mình tính là được thôi. À, chứ không có nhớ. Rồi về phần tiếp theo. Đó là phần sự của tâm thiện dục giới. Phần sự thì nhớ 14 phần sự. Đó là sự khai môn, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thâu, sự quan sát, sự xác định, sự động lực, sự na cảnh, sự tục sinh, sự hộ kiếp, sự tử. Tức là đây là 14 công việc mà tâm của mình đã làm việc. À, trong đời sống hàng ngày của mình đó là nó là 14 công việc này. Khi nó làm công việc này, khi làm công việc kia, chỉ ngoại trừ là công việc tử và tục sinh. Tại tử thì khi mà sanh lên tức là mình chết, rồi tục sinh tức là tái sanh ở cảnh giới mới, là hai trường hợp đó thôi. Còn các trường hợp còn lại
thì tâm mình làm thường xuyên làm việc với các công việc này. Thì ở đây tám tâm này, tám tâm thiện dục giới nó chỉ làm một cái công việc duy nhất, đó là làm công việc động lực. Mà động lực của tâm thiện dục giới ở trong trường hợp này đó, nó là nó xử lý cảnh để tạo ra cái quả đưa đến cái đời sống tái sanh. Và mình học ở trong tâm, khi mình học về tâm thiện dục giới, chúng ta mới thấy là không phải mình làm ác mà mình bị luân hồi, mà mình làm thiện nếu thuần tí chỉ là tâm thiện dục giới thì nó vẫn đưa mình cái đưa đến cái đời sống luân hồi, nó không có kết thúc. Dạ, tức là không có giải thoát được, không có đoạn trừ được phiền não được hoàn toàn. Thì đó là tâm thiện dục giới. Cho nên trong tâm thiện dục giới chỉ nó chỉ khác với tâm bất thiện là sao? Khác với tâm bất thiện đó là nếu mình làm với có trí và do cái trí đó mình được huân tập nhiều, mỗi lần mình làm mình có sự suy xét, nếu mà có suy xét để theo cái khuynh hướng mà vô thường khổ vô ngã thì cái khuynh hướng đó nó mới đưa đến cái sự giải thoát. Cái suy xét để mình làm như thế nào cho gọn, cho đẹp gì đó thì cái suy xét đó nó vẫn đưa đến cái đời sống luân hồi, cho nó không có đưa đến cái sự giải thoát. Như vậy thì 18 tâm thiện dục giới nó chỉ làm một cái công việc duy nhất, đó là việc động lực. Mình hiểu ở đây đó là xử lý cảnh. Phần tiếp theo đó là nói về môn, làm có nhãn môn, chắc khu đoà rá, nhĩ môn, sô tá đoà rá, tỷ môn, kha ná đoà rá, thiệt môn, chi hoa hà đoà rá, thân môn, cai giác đoà rá, và ý môn, mano đà đoà rá. Ở đây chúng ta thấy đó là, ví dụ khi mà chúng ta thấy cảnh sắc, ví dụ như mình thấy hình ảnh Đức Phật, thì lúc giờ tâm gì sanh khởi? Với người Phật tử mà chúng ta thấy hình ảnh Đức Phật thì chúng ta thấy là tâm thiện nó sẽ sanh khởi. Như vậy thì cho mình thấy là tâm thiện cũng có khả năng sanh khởi ở nhãn môn, ở loại nhãn môn. Tương tự với loại nhĩ môn, ví dụ như là khi mình nghe pháp mình hoan hỷ với sự nghe đó, thì khi mình hoan hỷ như vậy thì tâm thiện nó cũng sanh khởi. Như vậy thì tâm thiện cũng có thể sanh khởi ở lộ nhĩ môn. Ở lộ tỷ môn đó là ngửi, ngửi á nó cũng có thể làm tâm tham sanh khởi, làm tâm thân tâm sân sanh khởi, nhưng mà cũng có thể đó là làm tâm thiện sanh khởi. Ví dụ như là khi mình ngửi mùi thơm và mình suy xét, sở dĩ mình sanh ra ở trong cái điều kiện, cái môi trường có cái không khí trong lành, có mùi hương thơm của bông hoa chẳng hạn, thì đó là cái quả của phước thiện nghiệp mà mình đã tạo. Khi mình suy xét như vậy thì cái ngửi nó cũng làm cho tâm thiện nó sanh khởi. Rồi thiệt môn tức là nếm trong lúc mình ăn vật thực, lúc ăn vật thực đó thì nếu mình ăn với sự quán tưởng thì tâm thiện nó cũng sẽ sanh khởi ở lộ thiệt môn. Ở thân môn thì sự xúc chạm,
sự xúc chạm thì nó cũng có thể làm cho tâm thiện sanh khởi, có thể làm cho tâm tham tâm sân sanh khởi, thì tâm thiện nó cũng có thể sanh khởi được. Rồi ý môn, tức là ví dụ như là thông qua sự thấy nghe ngửi nếm đụng, rồi mình về mình suy nghĩ lại, mình thấy hoan hỷ, ví dụ vậy, thì ý môn cũng tâm thiện nó cũng có thể sanh khởi được. Như vậy thì tâm thiện á, nó có thể sanh khởi được cả sáu môn, sáu trường hợp. Tâm thiện dục giới nương sáu môn, tức là nó nương sáu môn nó sanh khởi. Tâm thiện dục giới nương vật, thì mình có sáu vật, đó là nhãn vật, chắc cú vật thú, nhĩ vật, sô pháp vật thú, tỷ vật, kha náo vật thú, thiệt vật, chí quá ha vật thú, thân vật, ca giáo vật thú, ý vật, mano vật thú. Thì ở đây đó là nhãn vật thì nó chỉ là chỗ nương cho nhãn môn, tỷ vật là chỗ nương cho tỷ môn, thiệt vật là chỗ nương cho thân môn, ý vật, thân vật thì chỗ nương cho hai tâm, xin lỗi, nhãn vật thì chỗ nương cho hai tâm nhãn thức, nhĩ vật là chỗ nương cho hai tâm tỷ thức, tỷ vật thì nhĩ vật thì chỗ nương của hai tâm nhĩ thức, tỷ vật thì chỗ nương cho hai tâm tỷ thức, thiệt vật thì chỗ nương cho hai tâm thiệt thức, và thân vật thì chỗ nương cho hai thân, hai tâm thân thức. Riêng ý vật, ý vật thì nó làm chỗ nương cho các tâm còn lại, ngoại trừ tâm quả vô sắc, tâm quả vô sắc giới, với lại ba tâm ý giới, là nó không có nương ý vật. Cho nên ở đây tám tâm đại thiện á, nó cũng nương ý vật. Tám tâm đại thiện thì tám tâm thiện dục giới á, nó chỉ nương ý vật, nhưng mà nương bất định. Bất định là sao? Bất định á, tức là có những trường hợp á, là nó nương ý vật, nhưng mà có những trường hợp á, nó không có nương vật, không có nương ý vật. Thí dụ như là nếu mà nó chỉ sanh khởi ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới, thì tâm thiện đó nó nương ý vật. Nhưng mà nếu tâm thiện đó nó sanh khởi ở cõi vô sắc giới thì không có nương ý vật. Cho nên mới nói đó là tâm thiện là dục giới, đó là nương ý vật bất định là vậy. Tâm thiện số 9 đó là tâm thiện dục giới, đó là biết cảnh. Biết cảnh thì mình có 6 cảnh, đó là cảnh sắc rupa ramana, cảnh thinh sada ramana, cảnh mùi gandha ramana, cảnh vị rasa ramana, cảnh xúc potappa ramana, cảnh pháp đó là dhamma ramana. Thì hồi nãy đó khi mình học về tâm thiện mà nương môn á, thì ở lộ nhãn môn do thấy cảnh sắc, tâm thiện nó sanh khởi, thì điều đó chúng ta cho mình thấy là sao? Tâm thiện á, nó biết được cảnh sắc, biết được cảnh sắc. Rồi khi mà nghe âm thanh á, thì mình hoan hỷ, tâm thiện nó sanh khởi. Thì như vậy cho thấy là tâm thiện nó cũng biết được cảnh thinh,
thông qua lộ lộ nhĩ môn, rồi cảnh mùi, tâm thiện nó cũng biết được cảnh mùi. Thí dụ ngửi được cái mùi mà mình thích với cái có cái sự suy xét, đây là cái quả của thiện nghiệp mà mình đã tạo. Tại vì cái thích đó nó cũng có thể là tâm tham, nhưng mà nếu mà có sự suy xét thì ở trong trường hợp đó nó sẽ là tâm thiện, sẽ là hoan hỷ. Thì nó cũng biết cảnh mùi, tương tự với cảnh vị. Cảnh vị dù mình có được vật thực ăn thích hợp với cái khẩu vị, thì lúc đó nó không phải là, nếu mình không có quán tưởng, không có suy xét thì đó là tâm tham. Mà nếu mình dùng nó với cái tâm suy xét thì lúc đó là tâm thiện. Tâm thiện như vậy, tâm thiện nó cũng biết được cảnh vị, sự xúc chạm á, nó cũng êm ái dễ chịu quá, làm cho mình làm cho tâm thiện cũng có thể sanh khởi được. Cảnh pháp tức là sự suy nghĩ cũng có thể làm cho tâm thiện sanh khởi được, nên tâm thiện nó cũng biết được cảnh pháp. Như vậy thì tâm thiện nó biết được cả sao cảnh. Cả sao cảnh. Rồi tiếp phần 10 đó là phần 12 hạng người. Hai hạng người, trước tiên là mình phải nhớ 12 hạng người. Đó là người khổ, người lạc phu nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả, người tứ quả. Rồi sau đó chúng ta mới loại ra bốn hạng người, đó là bốn hạng người đạo. Vì bốn hạng người đạo thì nó chỉ có mặt ở bốn sắc na tâm đạo thôi. Cho nên mình loại bốn hạng người đó ra thì nó còn lại đó là tám hạng người. Bây giờ chúng ta xem mà trong tám hạng người này á, coi hạng người nào mà sử dụng tâm thiện và hạng người nào sử dụng tâm thiện. Thì ở đây chúng ta thấy là người khổ, người khổ ở đây chỉ cho các hạng chúng sanh như là loài ngạ quỷ, chúng sanh địa ngục, chúng sanh dạng Atula, các loài bằng xanh, là các loài thú. Thì các loài này nó cũng có tâm thiện. Ví dụ như là chúng sanh loài ngạ quỷ, chúng sanh địa ngục chẳng hạn, nó có tâm thiện nhưng mà hiếm khi lắm. Tại thường những chúng sanh này khi mà có tâm thiện nó sanh khởi thì lập tức sẽ được thay đổi cái kiếp sống. Ví dụ là như chúng sanh ngạ quỷ mà mình hồi hướng phước cho họ, chỉ cần họ khởi lên cái tâm thiện hủy với cái phần phước của mình thì lập tức họ thay đổi kiếp sống liền. Hoặc là tâm thiện chúng ta thấy nó cũng có ở các loài thú. Qua những hành động chúng ta thấy là loài thú nó làm đó. Thí dụ như là trong câu chuyện bổn sanh mình thấy là có câu chuyện thời Đức Phật, thí dụ voi nó là nấu nước cho Đức Phật, hoặc là khỉ nó đem cái mật cho Đức Phật chẳng hạn, hái voi nó hái trái cây để dâng cho Đức Phật chẳng hạn. Trong trường hợp đó các loài thú nó cũng có thể có tâm thiện sanh khởi. Thì đó, như vậy chúng ta thấy là ở người khổ là có tâm thiện. Thứ hai đó là người lạc phu nhân. Người lạc phu nhân là người bị khuyết điểm một cái thành phần nào đó của cơ thể từ ở trong bụng mẹ. Thì hạng người này thì tâm thiện vẫn có thể sanh khởi bình thường. Người nhị nhân người này thì chỉ không có cái nhân trí thôi, tức là thiếu về mặt phước trí. Nhưng mà tâm thiện thì vẫn sanh khởi bình thường. Người tam nhân tức là người có thêm cái nhân trí,
có thể tu tập chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Thì hạng này cũng có tâm thiện. Như vậy thì ở bốn hạng người phàm chúng ta thấy đều có tâm thiện dục giới. Đều có tâm thiện dục giới tình hảo. Bây giờ chúng ta xét qua bốn hạng người quả. Giờ bậc thánh sơ quả. Bậc thánh sơ quả, ví dụ chúng ta thấy bà này tín nữ Visakha, con cấp cô độc, làm dù là bậc thánh tu đồ quần nhưng mà họ vẫn làm các công đức như là cúng dường vật thực đến chư tăng chẳng hạn, thì cái làm đó nó không phải làm bằng tâm quả mà làm bằng tâm thiện. Như vậy thì người sơ quả vẫn có tâm thiện, tương tự với người nhị quả và người tam quả. Những hành động họ làm, ví dụ như là thuyết pháp, chia sẻ kiến thức Phật pháp, làm các công đức như là cung kính phục vụ chẳng hạn, thì đều làm bằng tâm, đều làm bằng tâm đại thiện hoặc là tâm thiện dục giới tình hảo. Chỉ ngoài từ bậc thánh tứ quả, tức là bậc thánh a la hán thôi, thì làm bằng tâm tố. Như vậy thì chúng ta thấy là tâm thiện dục giới á, có thể sanh khởi đó là ở bảy hạng người. Đó là bốn hạng người phàm và ba quả vụ học bậc thấp. Hoặc là ba quả hữu học cũng được, nhưng mà thêm bậc thấp thì nó rõ hơn. Rõ hơn để mình không bị nhầm lẫn với cái bậc thánh tứ quả. Ba quả hù học bậc thấp đi, chúng ta thêm tiếng chữ bậc thấp. Đạo quả hữu học bậc thấp thì đó là liên quan đến người, liên quan đến người. Phần tiếp theo đó là cõi. Cõi thì có 31 cõi, đó là 11 cõi dục giới, trong đó mình có 4 cõi khổ, đó là địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula, và 7 cõi vô dục giới. Đó là cõi nhân loại, tứ đại thiên vương xuất hóa là thao hóa cõi sắc giới, đó là ba cõi sơ thiên đại phạm thiên, ba cõi thiên quan âm thiên, ba thiên và biến tịnh thiên, bảy cõi tứ thiền, đó là quảng quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhị thiên, thiền kiến thiên, thiền hiện thiên và sắc cú cánh thiên. Năm cõi này nó còn có một cái tên gọi khác nữa, đó là cõi năm cõi tịnh cư, tức là cõi dành cho bậc thánh A-la-hàm mà chứng được ngũ thiền, thì sau khi chết sanh về đây. Rồi bốn cõi vô sắc, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Bây giờ mình xem coi tám tâm thiền dục giới nó có thể sanh ở cõi nào. Thì nãy mình liên quan đến người, người nãy người khổ cũng có tâm thiền dục giới. Như vậy thì tâm thiền dục giới có thể sanh ở bốn cõi khổ. Dựa trên cái trường hợp lúc nãy. Rồi hãy có thể sanh ở cõi khổ là sao? Cũng có thể sanh ở cõi vô dục giới. Tức là bảy cõi vô dục giới. Rồi ở các cõi phạm thiên á,
ngoại trừ các vị này an trú ở trong tâm thiền, trú ở trong thiền định. Còn nếu mà xả thiền ra thì sao? Cũng có thể có tâm thiện, hoặc là có thể là tâm bất thiện, không có tâm sân thôi, nhưng mà vẫn có tâm tham, vẫn có tâm si, vẫn có tâm thiện. Cho nên nó có mặt ở tâm, ở các cõi tâm thiện, nó cũng có mặt ở các cõi sắc giới, ngoại trừ cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng, cõi cõi vô sắc thì cũng vậy thôi. Cõi vô sắc phàm thiên, cõi vô sắc thì cũng ngoài trừ ở trong trường hợp mà an trú ở trong tâm thiện, còn không thì cũng có thể có tâm bất thiện sinh khởi hoặc là tâm thiện sinh khởi. Như vậy thì tâm thiện á, tâm thiện thì có thể có mặt, có mặt ở 30 cõi, 30 cõi hữu tâm, tức là trừ cái cõi vô tưởng ra. Tâm đại thiện hay là tâm thiện dục giới, anh sửa cho nó, tâm thiện dục giới. Kamavacara kusala citta, tâm thiền dục giới. Rồi, đó là phần như vậy là mình kết thúc cái bài tâm thiền dục giới, tám tâm thiền dục giới. Giờ còn tí thời gian hả, tí gian mình học luôn hay sao, hay là để kỳ sau học tiếp? Để kỳ sau đi thưa sư. Để kỳ sau đi học cho nó trọn bài ha. Dạ. Mình học lại dở vậy mình nghe không được nguyên bài. Vậy thì mời anh em còn 15 phút. Đấy, chắc mình tạm nghỉ đi. Bữa nay thì sẽ thấy trên Facebook có cô gì Ánh Hậu Bùi gì đó, như là có người thân mất. Cho nên nhóm cũng chi phước này cho người thân của cô Hậu ở Bình Định đó. Mong thân của cô cũng tùy công đức này để được an vui ở cảnh giới tái sanh. Rồi cũng các tử minh cũng nha chi phước cho họ. Rồi mời cô Phúc Vị Chung. Dạ. Chúng con kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm thiện dục giới ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Bài học đã kết thúc, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt quý cô tu nữ, quý cô chú học viên trong lớp học hồi hướng phước báo của vị học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha cha phong ma tha di wa na ga ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu sa sa nang a ca sa tha cha phong ma tha đê hoa na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nô ga ro a ca sa tha cha phong ma tha đê hoa na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhã ta yo a ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nô sa đa y đăng qua ta nô bốn nhãn a sa wa kha ya wa hằng hô tu anagati ca lê sa thú sa thú sa thú sa thú. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00
Dạ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu mạnh khỏe và an vui trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Kính chào cả lớp. Dạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, xin kính tri ân sư ạ.